Ngọa Vân vốn là tên một đỉnh núi trên núi Bảo Đài, thuộc địa phận hai xã An Sinh, Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quanh năm mây phủ, nơi đức vua Trần Nhân Tông dừng am tu hành và hóa Phật. Am Ngọa Vân được dựng trên núi với ý nghĩa am nằm trên mây. Thượng hoàng Trần Nhân Tông rời bỏ cung trùng Quang phú thiên trường Nam Định, xuất gia vào núi yên tử tu hành khổ hạnh lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà và xưng là Trúc Lâm Đại Sĩ. Năm 1307, Trúc Lâm Đại Sĩ lên tu tại một am nhỏ trên đỉnh Hòa Vân. Am nhỏ đó được gọi theo tên của đỉnh núi nơi dừng am. Ngày 1 tháng 11 năm Mậu Thân 1308, Ngài An Nhiên Viên Tịch ở tư thế sư tử nằm tại am Hòa Vân kết thúc trọn vẹn quá trình tu hành hóa Phật của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi hóa Phật, đệ tử đã hỏa thiêu ngài tại Am Hòa Vân, đồng thời cho xây dựng một tòa bảo tháp để lưu giữ xá lì của ngài tại đỉnh Hòa Vân, được gọi là Phật Hoàng Tháp. Đức Phật Phật Hoàng Trần Nhân, Nhân Tông khi mà ngài tu ở bên Yên Tử sau đó là trước một năm thì ngài về đây thì là ngài thì nhập niếp bàn thì là ngày chọn ở ở đây để 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 ngày ngày nhập niếp bàn ở đây ở đây ở đây là cái am mà Phật hoàng khi mà Ngài nhập niếp bàn thì ở đây có cái am mà tượng nằm của ngài và khi mà ở đây nó chỉ còn lại cái khi mà các thầy ở ở trên là các thầy lên đây các thầy tu hành thì nó chỉ còn lại cái phế tích mà kể cả cái am này nó cũng không không còn nguyên hình như này đâu. Đây là nơi mà Phật Hoàng tu hành và đắc đạo. Ngoà Vân là nơi thánh địa của thiền phái Trúc Lâm. Ngay sau khi Ngài Hóa, Pháp Lô, tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm đã cho xây dựng và mở mang Ngoà Vân. Nếu trước đây Ngoà Vân chỉ có một am nhỏ là nơi tu thiền của Phật Hoàng, thì đến nay Hoa Vân đã trở thành một quần thể chùa am với nhiều công trình kiến trúc chùa tháp, trong đó Hoa Vân là nơi thờ đệ nhất tổ của Thiền phái Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Theo lời đại đức Thích Trí Tọa, trải qua một thời gian dài, theo những biến thiên của lịch sử, các công trình kiến trúc của Hoa Vân xây dựng dưới thời Trần đều bị phá hủy hoặc xuống cấp. Đầu thế kỷ 18, thiền sư Đức Hưng đã cho xây dựng lại Ngoà Vân. Tại Am Ngoà Vân, thiền sư cho xây dựng lại Phật Hoàng Tháp, nhà tổ làm nơi thờ Tam Tổ Trúc Lâm và xây mới một số công trình khác. Phật Hoàng Tháp, Đoan Nghiêm Tháp hiện còn là những công trình do thiền sư Đức Hưng cho xây dựng. Trải qua suốt chiều dài lịch sử hơn 700 năm, Am Ngoà Vân lúc ban đầu chỉ là một thảo am, nơi Trúc Lâm Đại Sĩ, Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành, đắc đạo và trở thành thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung. Cho đến nay, Ngoạ Vân không ngừng được trùng tu, tôn tạo và mở rộng. Lịch sử phát triển của Ngoạ Vân gắn liền với lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam. Bởi trong những chốn linh thiêng, đây là nơi linh thiêng nhất, đó là chốn tổ của chốn tổ. Hành hương lên đỉnh Ngoạ Vân, thắp một nén nhan kim bái Phật Hoàng và thưởng ngoạn cảnh đẹp núi non có lẽ là một trải nghiệm quý giá của du khách. Thế nhưng, Ngoạ Vân không dừng lại là điểm du lịch tâm linh, không phải là nơi để cầu cúng mà chính là nơi hành thiền, thực tập thiền và đem lại những lợi ích cho người thực hành. Em vừa là nhân viên của công ty nhưng cũng là một thành viên tu tập hàng tháng tại Am... Ngoại Vân à, Như mọi người cũng đã biết là Am Ngoại Vân là nơi mà Phật Hoàng ấy, Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn Thì cũng là nơi mà vị trí mà rất là nhiều đoàn thiền năng lượng hay là các cái nhóm hành thiền thường thường hàng tháng hàng quý vẫn thường về tổ chức về đây để mà hành thiền uh, như là được xin gia hộ năng lượng cũng như là để tĩnh tâm là một cơ hội để tĩnh tâm Em rất tự hào là vừa là nhân viên của công ty nhưng cũng lại là những thành viên của các nhóm hội cộng đồng tu ở trên A Ngoại Vân. Sau khi được tiến hành các khóa tu thì bản thân em cũng như là các anh chị cùng đồng tu thì cũng cảm thấy là bản mình được tươi trẻ trở lại, cảm thấy sức sống mình và được có nhiều năng lượng sống để làm được làm việc tốt hơn. Mùa xuân, Hòa Vân được nhiều du khách và Phật tử thập phương đến chiêm bái, đảnh lễ vào các dịp lễ hội đầu năm. Mùa thu, trên đỉnh Hòa Vân trang nghiêm, thanh tịnh bên Phật Hoàng Bảo Tháp đã trở thành một điểm đến lý tưởng để nhiều người thực tập và hành thiền. Cảm niệm sâu sắc ân đức cao dày của Bậc Thiền Tổ và thu nạp những năng lượng tích cực an trú trong chánh niệm